khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa ham da. Ngày xưa, có một gia đình tên là Tổ chức cây bú sữa. Bình tĩnh. Nép, đứng đây nè, nép. Ôi giời ơi, em thế chứ nói chuyện gì? Không giống gì tụi con, chú Lâm chính là một cao thủ ẩn danh. Trời, lộn dữ vậy. Ủa, đá cao vậy. Mấy thằng bọc quá là quá. Hai con mèo cản này. Thì hơi muộn. Hơi muộn này, vô lại. Bé sẽ bỏ nhà đi. Nhưng em bé về nhà. Nhưng lúc đi nhà em bé không thấy mẹ. Nhưng mẹ ở trong cây. Mãi mới được tô màu đây. Trời ơi, nhà nào cũng được tô màu rồi. Nhưng mà không sao. Cherry biết nói là ba mừng cái này. Một, hai. Một, hai. Tập 13, con ngoan của ba.